Samadhiyami Musavada Veramani Sikhapadang Samadhiyami Surame Rayamach Japamadatana Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Imani pancha sikha bada nisa tukang kato apama de nane cakalang sama rakita pang sile na suketin janti sile na poka sampada sile na niputin janti tasma si ilang wiso ta'ye. Amapante sadu sadu sadu. Dạ con kính tri ân sư Pháp Thanh đã truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ xin đạo tràng cùng con sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo ạ. Uttamange na vandeham padapam suvarutamam putteyo kalito doso putto kamatutang mamang Uttamange na vandeham dhamman chaturvidhang varam dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamam Uttamange na vandeham sangham chaturvidottamam sangeyo kalito doso sangho Khamma tu tăng ma măng. Và một lần nữa con thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Trang truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con. Bhava tu sa pa mangalang ra khan tu sa ba devata sa pa potha nu pa ve na sa pa thamma nu pa ve na sa pa sangha nu pa ve na sa da so thi Phá văn tô tê xê tê gia chê na ra ta xê tà ma tê xê tà ma tê xê tà ma tô y đăng phá lăng nghi ta xmin. Ra ta na ta gia xmin sam ba sa đà na chê ta xôm. Sa đu sa đu sa đu. Dạ. Chị Nguyên Trang ơi, chị có thể lên để mà chị Nguyên Trang đâu rồi? Chị Nguyên Như chưa vào, chị mời chị Nguyên Trang nha. Nam mô Bích Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. À, con kính chào thầy kinh và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, dạ con mới vừa vào, dạ để con đi lấy kinh. Sao mấy quần đó này nha, quần dạ để con dạ xin sám hối đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammadesanaya janayatha brahmacalokadhipati sahampati katanjali antivarang aya chatha santi tasakta paracakacatika dese tu thammang anukambimang bacang sakthamma perin vinayan cakayan suttan capantham apitham macamang
A ko ta yan to cha tu sak cha dan dang pap po tha nay ye barisa ya mat che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơn, quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm tường lộc giả ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành dưới khắp thế gian, bởi nhân có tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri. Dạ, sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh Từ Bi Hoan Hỷ đăng đàn cầm mic để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính mời bàn tay của thầy. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tam Ma ạ. Nam mô Sang Khai ạ. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng trong rừng. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ ha. Hello. Rồi, ok. Rồi, hôm nay chúng ta học tiếp tục bài về 21 cảnh. Thì trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavān taṃ abhivādayami. Svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno bhagavato savakasangho saṅghaṃ namāmi. Sammā sambuddhamattulaṃ sassattham bhagavatthamaṃ abhivādayappāsissaṃ abhidhammattasaṅghaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng con sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tam Ma ạ, Nam mô Sa Ngài ạ. Rồi, lại trước khi vào bài học chính thức thì chúng ta cùng nhau đọc Pali trước ha. Trước khi vào bài học chính thức. Khi mà đọc xong hết cái bài đó thì chúng ta mời một vị ai tình nguyện nó đọc cái bài mình học thì rồi đó, đọc cái phần mà học vô bài đó, đọc tới đâu ha, thì tới lát rồi mời một vị ha. Rồi, xin mời tất cả quý vị. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con kính thỉnh sư Pháp Trang có thể đọc. Con kính chào sư Nguyên Thông. Con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông vừa đến với đạo tràng. Dạ, con kính thỉnh quý sư trước khi tụi con đọc và kính thỉnh quý sư cầm mic đọc trước ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, mô Phật, một lần nữa con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào thầy kinh và chính ca, chào đạo tràng. Bây giờ sư Xuân Phong đọc trước ạ. Bắt đầu là A Lâm Bá Ná Sang Gá Hồ, toát yếu về đối tượng cảnh, đoạn 2, Tá Thá Cha Khu Đoà Rí Cá Chí Tà Năng Sắp Bê Sâm Bí Rù Phăng Ê Quá A Râm Má Năng Tành Chá Bắc Chúc Bành Nam Ê Quá Tá Tha Sô Tá Đoà Rí Cá Chí Tà Đi Năng Sắp Đà Đi Ní Ta ni cha bắc chú ba na ni về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính
hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhĩ thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano dharika citta nang banna cha pi tham pi bát chúc bằng năng a ti tăng a na ga tăng ca la quy mút tăng cha gia tha ra hằng a lâm ba năng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Sư nghĩ tới đây chỉ có hai đoạn. Rồi mời sư Nguyên Thông nha. Kính mời sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Ni Phật. Con xin đọc bài. Adambamasangaho, tốt yếu về đối tượng cảnh, đoạn 2. Tathachak khudwari chak ka chit tanang sabbe sambi rupang eva aram manang tancha pak chup panang eva tatha chak khudwari các chi tăng sáp bê sâm pi ru pang e và aram ma năng tăng cha bắc chúp pa năng e và ta tha so ta đoa ri các chi ta đi năng pi sắc tha đi ni ta ni cha bắc chúp pa na ni về và với tất cả những loại nhãn thức chỉnh chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cũng thế ấy, âm thanh vân vân đối với nhĩ thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Dạ. Có nữa hả? Mano dva ri cat chit ta năng panachap bi tham pipak chup panang a ti tăng a na ga tăng ca la vin mút tăng cha gia gia tha ra hằng a lăng pa măng hô tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin mời người kế. Yeah. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn đại tràng cho con biết tín hiệu đã nghe rõ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính đảnh lễ thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. À làm bana sằng ga hồ, toát yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 2. Tát tha chắc khút đòa rí ca chít tà năng sắp bề sầm bí rù bằng ế quá à rằm ma năng tành chá bách chúc bàn năng ế quá ta thà sổ ta đòa rí ca chít tà đi nam lý sát đà đi ní tà ní chá bách chúc bàn nà ní dề quá. Với tất cả loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh vân vân đối với nhĩ thức vân vân cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano dva rika citta nang bana chap bi tham bi bach chup ban nang ati tang anaga tang ka la huy mốt
tành cha gia thà ra hằng à làm ba nàng hồ tít. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic. Cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Thầm, dạ nam mô Sang Gai, dạ con kính, dạ con xin trả bài. Alam Bana Sangaho, toát yếu về đối tượng, cảnh, đoạn 2. Tatha chak kudwa rik kachitta nang sape sampiru bang ewa arang manang tan chat pak chup pan nhang ewa tatha so tatwa rik kachitta da nang. Xin lỗi. Tatha so tatwa rik kachitta ta di nang pi sa ta di ni ta ni cha pak chup pan nha ni ye wa. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thế ấy, âm thanh vân vân, đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano dua rika citta nang panacap vidham vipak chupan nang ati tang anagatang kali vimuttang cha yatha rahang alam panang ho ti. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sinh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ, xin cảm ơn cho Nguyễn post bài. Con xin xuống mic. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Thầm Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Pháp Trang, Sư Nguyên Thông, kính chào Thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con kính chào quý cô tu nữ ạ. Con xin đọc bài hôm nay. À lầm ba na sằng gá hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh, đoạn 2. Ta tha chắc khu đòa rí ca chít tà năng, sắp bề sầm bí rù bằng ê quá. À rầm má năng, tành chá bắt chúc bằng năng ê quá. Ta tha sô ta đòa rí ca chít tà đi năng, bí sách. Đà đi ní, tà ní chá bách chúc bành nhà ní dề quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhị thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đòa rika chít tà năng, bana chát pít thầm bí bát chúp bà năng a tì tăng a nà gá tăng cà la quý bút tăng cha giá thà ra hằng a lầm ba năng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ con đã đọc bài xong, xin mời vị kế tiếp ạ, sẽ mời Sít Hà. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Thầm Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào thầy kinh và đạo tràng và con xin trả bài. A lầm ba na sằng ca hồ toát yếu về đối tượng cảnh đoạn 2. Tất thà chắc chúc đòa rí cá chích tà năng sắp bê sầm bí văng ê quá à rầm ma năng tành chá bách chúc bành nằm ê quá tất thà sô ta đòa rí cá chích tà
di nam bi sát đa di ni di ni ta nít cha bát chúc ban na ni về quá. Với tất cả những loại nhãn thức hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng chỉ điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thấy ấy. Âm thanh và âm thanh đối với nhĩ thức và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano dva vika chitta nang bana chap tham bi tham bi pat chup ban nang ati tang anagatang kalavut mutan cha yatha raham alam banang ho tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm sanh qua ý môn thì trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc vào thời gian. Dạ, con xin trao mic lại cho vị kế tiếp. Nam mô Bích Thầy. Dạ, dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. A lầm bá ná sằng cá hồ, toát yếu về đối tượng cảnh, đoạn 2. Ta khát chắc khu đòa rí ká chít tà năng, sắp đề sầm bí rù bằng ê quá à rầm má năng, tàn chấp bắt chấp bàn năng, ê quá tá thà. So ta đoà rí ká chít tà đi năng, bí sát đà đi ni, đi tí, đi ni. Tà ni cha bát chấp bành nà ni về quá. Với tất cả những loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thấy ấy âm thanh vân vân, đối với nhị thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đòa ri chấp chích tà năng bana chấp bi thằng bi bát chấp bành năng a tỳ năng a nà ga tằng cà la quy mút tằng cha gia thà ra hằng a lầm ba năng hồ tí. Như sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Cảm ơn cho Nguyễn và con kính cảm ơn đạo tràng và con xin xuống mít ạ. Dạ, kính mời bàn tay của Huynh Thính Pháp. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Thầm Ma, dạ nam mô Sang Khay, dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý bà cô tu nữ, kính lễ thầy kinh cùng đồng thể đạo tràng cái xin đọc bài ạ. A lầm bá na sằng ca hô, tóc yếu về đối tượng cảnh, tát tha chắc khu đùa rí ca chít ta năng, sắp bề sam bí ru bằng e vá a ram ma năng, tàn chá bá chấp bằng năng e vá. Tha so tat do rika citta ni nang pi sat da di ni ta ni cha bát chấp bàn nhà ni ye va. Với tất cả những loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thế ấy âm thanh vân vân, đối với nhị thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Đoạn 3. Mano do rika citta nang pana chấp bí thằng bí bất chấp bản nhãn át tì tằng an nà gắt tằng cả la vi mút tằng chá gắt thà ra hằng à lầm bất năng hồ tí. Nhưng nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ con xin xung bích ạ. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính lệnh Thanh Tâm, con kính lệnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lệnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Tathā chak khuddhā rikacittā nang sabbe sambirūpaṃ eva ārammaṇaṃ tañca paccuppannaṃ eva tathā so tadvā rikacittā dīnaṃ piddādīni tānicca paccuppannāni ye. Với tất cả những loại nhận thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhị thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà ri ca chít tà nàng pa na chắp bi thầm bi bắc chúp bà nàng a tì tàng a nà gát tàng cà lá quý mút tàng cha giá thà ra hằng a làm ba nàng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ thưa con đã đọc xong ạ, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Con xin kính chào, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, các cô tu nữ. Con xin kính chào thầy kinh. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài. Cảm ơn cô Châu Nguyễn. A lam pa na sang ga ho toát yếu về đối tượng cảnh đoạn 2. Tathā cakkhu dvāri ka citta nan sabbe sampi rūpaṃ eva arammaṇaṃ tañca paccuppannaṃ eva tathā so tadvāri ka citta dīnaṃ pi saddādīni tāni ca paccuppannāni eva. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thấy ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhĩ thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà rít ca chít tà nằng pa na chấp phi đầm pi bát chúc bà nằm a a ti ti tằng a na ga tằng cà la la quy mu tằng cha ya tha ra hằng a lâm ba nằng hồ tí. Những nhân sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ, xin kính cảm ơn và kính trả mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ, con xin đọc bài ạ. À, lầm bá ná sằng gá hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh, đoạn 2. Tha chắc khu đòa đi cá chít tà năng sắp bề sầm bí rù
bá mê quá a rầm má nặng tành chá bách chúc bành nặng ê quá tá thà sô tá đòa rí cá chích tà đi nặng bí sách đà đi ní tà ní chá bách chúc bành nà ní dề quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thấy ấy âm thanh vân vân, đối với nhị thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano dwa rika chitta nang bana chap bi tham bi bach chup bành nang á tì tàng á nà gá tàng cà lá quý mút tàng chá giá thà gá hằng à lầm bá nàng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sinh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ, con đã đọc xong, Nguyên Như xin kính mời vị kế tiếp ạ. À. Dạ, sa thứ. Dạ, Nam Mô Bát Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khai. Để cho khách ai lên ha. Dạ, quý vị nghe rõ không? Rồi, để chúng ta bắt đầu bước vào bài học. Thì trước khi đi học, học bài học tiếp theo, thì nhờ một vị lên đọc cái bài học bữa từ đầu cho tới cái đoạn mình vừa học xong ha. Đây, chắc nhờ Nguyễn Như đi, Nguyễn Như lên đọc ha. Như có bài sẵn đó không hay là sao? Rồi, mời Như lên đọc nha. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, quý vị có nghe được con không ạ? Dạ, sa thú. Như xin đọc lại bài hôm bữa là ngày 14 tây phải không quý vị? Ngày 21 tây, dạ. A lầm bá ná sằng gá hồ, cảnh phối, căn từ A cộng với lâm, bằng đeo vào, níu vào, A cộng với râm, là bám lấy, đeo níu, vật mà chủ thể, tâm đeo vào, dính vào, nắm bắt lấy là đối tượng. Chích tá chê tá xí kề hí A lầm bí giá tì tí, A lầm bá năng, cái mà bị tâm sở, nắm bắt. Đeo níu, nhận biết, chính đó là đối tượng, cảnh, phân loại cảnh, tính hẹp có 6 cảnh, 1. Sắc, các loại màu, 2. Thinh, các loại âm thanh, 3. Khí, các loại mùi hương, 4. Vị, các thứ vị, 5. Xúc, các sự xúc chạm như nóng lạnh, cứng mềm, lay động, đất, lửa, gió, 6. Pháp là ngoài cảnh ngũ ra. Đều gọi là cảnh pháp. Đối tượng của 6 căn môn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Sắc là đối tượng của nhãn, thinh là đối tượng của nhĩ, khí là đối tượng của tỷ, vị là đối tượng của lưỡi, xúc là đối tượng của thân, pháp là đối tượng của ý. Riêng cảnh pháp có 6 loại. A. 5 sắc thần kinh. B. 16 sắc tế, gồm có nước,
hai sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không, hai sắc biểu tri là thân biểu tri và khẩu biểu tri, ba sắc đặc biệt là sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp, bốn sắc tứ tướng là sắc sinh, sắc tiếng, sắc dị, sắc diệt. Không thể dùng mắt tai mũi lưỡi thân để nhận biết mà phải dùng ý để phân biệt mà thôi. C là tâm, D là tâm sở, E là niết bàn, F là khái niệm, tục đế phải dùng ý mới hiểu. Tính rộng thì có 21 cảnh chia làm 6 nhóm, nhóm A từ 1 tới 7, 1 tới 5 là sắc, thinh, khí, vị, xúc, 6 là cảnh ngũ, tức là gom cả năm lại để phân biệt với cảnh pháp, 7 là cảnh pháp, nhóm B từ 8 cho tới 9, 8 là cảnh chân đế, 9 là cảnh tục đế, nhóm C từ 10 cho tới 12, 10 là cảnh dục giới, 11 là cảnh đáo đại, 12 là cảnh niết bàn, nhóm D từ 13 cho tới 14, 13 là cảnh danh pháp và 14 là cảnh sắc pháp, nhóm E từ số 15 cho tới số 17, 15 là cảnh quá khứ, 16 là cảnh hiện tại, 17 là cảnh vị lai, nhóm F từ 18 cho tới 21, 18 là cảnh ngoại thời, 19 là cảnh nội phần, 20 là cảnh ngoại phần, 21 là cảnh nội ngoại phần. Dạ, con đã đọc xong, con xin giao mic lại cho thầy ạ. Hello, 1, 2, 3, dạ quý vị còn nghe, có nghe mà, hello. Nghe ha, ok, dạ sao được. À, rồi hôm nay chúng ta đã học phân loại được 21 cảnh, chia theo ra thành 6 nhóm. Giờ bắt đầu hôm nay chúng ta bước vào nhóm thứ nhất là nhóm A lớn, từ 1 đến 7. Giờ cô thư ký ghi dùm nhóm A từ 1 đến 7. Rồi, xuống dòng. 1 đến 5. 1 đến 5. 2 chấm. 1 đến 5. Sắc, thinh, khí, vị, xúc. À, tức là 5 cảnh. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi, chúng ta viết tắt là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Đó là năm cái đó là viết ra từ Pali ha. Rupa Rammana là cảnh sắc, Sattha Rammana cảnh thinh, Gandha Rammana là cảnh khí, Rasa Rammana cảnh vị, Pottabba Rammana là cảnh xúc. À, bắt đầu chúng ta học từ số 1 cho tới số 5. À, thì như vậy là từ số 1 tới số 5 cho chúng ta biết là có năm cái loại cảnh như vậy, là cảnh sắc là cảnh thuộc về đối tượng của mắt, cảnh thinh thì thuộc về đối tượng của tai, cảnh khí là đối tượng của mũi, cảnh vị đối tượng của lưỡi, cảnh xúc đối tượng của thân. Thì chúng ta học một trong năm cảnh này trước. Thì qua năm cái cảnh này đó, thì nó có những cái loại tâm mà có thể biết được những cảnh này theo cái phương cách là nhất định hoặc là không nhất định. Tức là biết chắc chắn được năm cái cảnh này, chỉ riêng một trong năm cảnh này thôi đó, thì như vậy được gọi là những loại tâm biết cảnh nhất định. Và những loại tâm khác nó vừa biết cảnh này mà nó luôn biết được cảnh khác nữa, thì nó được gọi là không nhất định. À, đó là vấn đề nói sơ lược trước cho quý vị nắm được ý ha. Xong chưa? Cái mấy cái phần này bắt đầu vô cái chi tiết mà nó hơi khó rắc rối ha.
À, thì là chúng ta học chậm chậm lại xíu để nắm được pháp cho nó chính xác. Rồi ha, ok. Rồi xuống dòng, nhất định, hai chấm. Nhất định, hai chấm. Nhất định, hai chấm. Hai tâm. Nhất định, hai chấm. Có hai tâm đó, có hai tâm. Mở ngoặc. Mở ngoặc, nhãn, hai tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Là từng cặp nhãn á, cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân. Thì đóng ngoặc lại, mỗi một cặp nó biết riêng ha, thì hai tâm. Chỉ biết duy nhất cảnh tương ưng. Là hai tâm là mở ngoặc là hai tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Là mỗi một cái gì là hai tâm ha. Thì trong mình học về cái tâm vô nhân á, thì nhãn thức nó có bất thiện và thiện, tức là tâm quả bất thiện và tâm quả thiện. Mỗi cái có từng cặp, nhãn thức một cặp, nhĩ thức một cặp, tỷ thức một cặp, thiệt thức một cặp, à, thân thức một cặp. Thì như vậy gọi là ngũ song thức. Thì đây mình ghi hai tâm, tức là hai là từng cặp thôi. Từng cặp là mình ghi là hai, nhất định là hai tâm và hai tâm nhãn thức, thì nó là một cặp. Chỉ biết duy nhất cũng tương đương, tức là những cái loại tâm này nè, và ngũ song thức này nè, nó chỉ biết cảnh nhất định của nó thôi. Thí dụ như là tập cặp tâm nhãn thức, thì nhãn thức nó chỉ biết cảnh sắc duy nhất, nó không thể biết bất kỳ cảnh nào khác. Cho nên vì lý do này đó, thì được gọi là biết cảnh nhất định, à, duy nhất, à, tương ứng với lại cái tâm đó. À, cũng vậy, hai tâm nhĩ thức. À, tâm nhĩ thức thì nó chỉ biết cảnh thinh, nó chỉ biết cảnh thinh duy nhất, nó không thể biết cảnh sắc, nó không thể biết cảnh khí, nó không thể biết cảnh vị, nó không thể biết cảnh xúc, mà nó chỉ duy nhất biết cảnh thinh mà thôi. Cho nên được gọi là nhất định. Và có hai tâm, đó là hai tâm nhĩ thức, và hai tâm tỷ thức cũng vậy. À, hai tâm tỷ thức cũng chỉ biết cảnh khí, nó chỉ biết cái cảnh tương đương với nó, à, tương đương với nó, cảnh tương đương với nó. À, nó không thể biết những cảnh khác, cho nên được gọi là biết cảnh nhất định. À, biết năm cảnh này là biết nhất định. À, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì tương ưng với nó là nhãn thức thì biết cảnh sắc nhất định, nhĩ thức thì biết cảnh thinh nhất định, tỷ thức thì biết cảnh khí nhất định, thiệt thức thì biết cảnh vị nhất định, thân thức thì biết cảnh xúc nhất định. À, chứ không có biết ngoài ra cái khác, nó biết cái nào là nó chỉ biết cái đó thôi. Chẳng hạn như thân xúc thì cái thân, thần kinh thân mình đó, là thân thức nó sanh lên, nó chỉ biết được cái cảnh xúc đó thôi, chứ nó không có biết những cái cảnh kia. À, cho nên duy nhất nó chỉ biết cái cảnh của nó tương đương như vậy. Thì như vậy nhất định biết cảnh một trong năm cảnh này thì chỉ có ngũ song thức, à, tức là từng cặp nó biết duy nhất cảnh của nó. À, đó là cái ý nghĩa mà tại sao người ta phân ra cho mình biết là như thế nào là nhất định và như thế nào là không nhất định. Thì bây giờ nhất định là mình biết rồi ha, hiểu không? Cái gì nắm được không? Nắm được cho biết đây. Alo. Rồi ha, rồi cho qua được ha. Rồi giờ người cho Nguyễn viết hết đi, viết hết rồi đi tới. Cái bài cảnh này rất khó các vị. Bài cảnh này càng đi về sau, càng những cảnh phía sau thì càng rất là khó hiểu, rất là khó mà tưởng tượng được ha, phải dùng trí suy nghĩ gì lắm mà mới thấy được vấn đề một cách rõ ràng. À, cho nên chúng tôi cố gắng tìm đủ mọi cách để mình giải mã những cái này cho nó rõ ràng ha. Rồi đó là nhất định. Rồi bây giờ tới không nhất định. Có 46 tâm. Không nhất định có 46 tâm. Sáu tâm, 44 tâm mở ngoặc, 44 tâm dục giới, trừ ngũ song thức,
Tại vì ngủ trong thức là đã trên phần nhất định ha, thành ra không nhất định là không có lấy được, không có lấy xuống được. Thì 44 tâm dục giới trừ ngủ trong thức, vậy tâm dục giới nó có 54 tâm dục giới ha, trừ ngủ trong thức ra là còn 44. Thì như vậy 44 tâm dục giới trừ ngủ trong thức cộng 2 tâm thông. À, mình có 46 ha, 44 cộng 2 tâm thông là thành 46. Rồi, bây giờ 44 cộng 10, 10 ngũ trong thức đó, và trừ cái 10 ra, trừ cái ngũ trong thức ra là còn là 44. Đó, được chưa, nắm được chưa? Rồi, bây giờ 44 tâm dục giới là những tâm nào đó, quý vị liệt kê dùm cái coi. 44 tâm dục giới. Mười hai bất thiện, đúng rồi, xả thú. Rồi gì nữa, mình cứ rà theo bảng nêu từ trên xuống dưới, mình rà xuống ha. Mười hai tâm bất thiện, rồi tới xuống tâm vô nhân thì có bao nhiêu? Tám tâm vô nhân, xả thú ta xuống. Rồi tâm nhân xong, mình rà xuống nữa. Tám tâm vô nhân, rồi gì nữa? 24 tâm tịnh hảo, tâm dục giới tịnh hảo, rồi chưa? Rồi ra xuống nữa còn không? Tâm sắc giới có không? Hết. Cô Kim Dung là hết, xong, à, đủ không? Thì như vậy là 44 tâm dục giới thì gồm có 12 tâm bất thiện cộng 8 tâm vô nhân. Bởi sao tại sao 8 tâm vô nhân? Bởi tâm vô nhân có 18. 18 tâm vô nhân ha, thì nó trừ ngũ trong thức nãy rồi. Thì như vậy là 44 tâm dục giới này, tâm vô nhân là chỉ có 8. À, 8 tâm vô nhân. Trừ 10 ra còn 8 ha. À, rồi cộng với 24 tâm dục giới tịnh hảo. Thì như vậy biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, biết năm cái cảnh này đó. À, không nhất định là gồm 44 tâm dục giới này. Đúng chưa? Bây giờ theo cái ý nghĩa tổng quát nó vậy ha. Tức là biết không nhất định là có 46 tâm. Tức là biết cái gì không nhất định, biết năm cảnh này, sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc là không nhất định. Bây giờ mình lôi xuống từ thằng này ha, giờ mình lôi xuống cái thằng 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Tại sao được gọi là biết cảnh không nhất định? Thế quý vị tại sao 12 tâm bất thiện biết hết các cảnh? Tôi giỏi gì ta? Tôi hà giỏi vậy. Giỏi nha, xa thứ. Tức là 12 tâm bất thiện này nó vừa bắt năm cảnh. Nó vừa bắt năm cảnh mình mới học á. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Tức là khi mà cảnh sắc nó lớn thì một trong 12 tâm bất thiện nó có thể biết được. À, ví dụ như cảnh sắc đẹp thì tâm tham nó biết, cảnh sắc xấu thì tâm sân nó biết, à, cảnh sắc gì đó, đó thì tâm si nó biết. À, thì như vậy 12 tâm bất thiện này nó có thể biết được năm cảnh này: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và nó biết luôn cả cảnh nội phần, tức là cảnh bên trong, tức là thuộc về cảnh pháp. À, nó tùy theo cái lộ tâm mình nó diễn tiến á. Thì như vậy là 12 tâm bất thiện này vừa bắt năm cảnh và bắt luôn cả cảnh pháp. À, nó tùy theo cái tâm lộ, tức là lộ tâm ngũ môn thì nó biết được năm cảnh, lộ tâm ý môn thì nó biết được cảnh pháp luôn. Thì như vậy 12 tâm bất thiện này là biết cảnh sắc thinh khi bị xúc, được gọi là không nhất định. Tức là bởi vì nó vừa biết cái này vừa biết kia nữa, chứ tức là nó không phải bắt buộc nhất định biết một cái, mà nó biết được nhiều thứ nhiều loại. À, cho nên được gọi là biết cảnh không nhất định 12 tâm bất thiện. Rồi xong ha, nắm được ha. Rồi, tám tâm vô nhân. Tám tâm vô nhân là những loại nào thôi quý vị ơi? Tám tâm vô nhân.
Rồi, đúng rồi đó. Thì bây giờ mình liệt kê ra ha, tám tâm vô nhân là ba ý giới, đúng chưa? Ba ý giới, mà ba ý giới là gì ta? Ba ý giới là gì đây? Này, tiếp theo các ngũ môn thì được gọi là ba ý giới. Rồi, ba quan sát. À, quan sát có ba. À, là hai quan sát xã, một quan sát hỷ, là có ba. À, rồi kháng ý môn, rồi ưng cũng vi tiếu. Thì như vậy tám tâm vô nhân này, à, giờ mình lôi xuống ba ý giới là gồm gì? Hai tiếp thâu, một kháng ngũ môn, đúng chưa? Thì giờ tại sao nó biết cảnh này, năm cảnh này, biết cảnh ngũ này mà bất định, tức là không có nhất định? Bởi vì theo lộ trình tâm ha, bởi vậy khi cảnh sắc nó đến, thí dụ như cái cảnh sắc, một cái cảnh sắc nào nó đến với con mắt mình đó, nó soi chiếu vô cái con mắt của mình á, à, thì khi cảnh sắc soi chiếu vô con mắt mình, nó làm cho cái dòng tâm thức của mình nó bị chao đảo, nó bị rúng động, rồi kháng ngũ môn nó sanh lên, à, kháng ngũ môn nó sanh lên, nó biết được cảnh sắc, đúng chưa? Vì đồng ý cho mẹ không? Tức là cảnh sắc nó vô là hậu kiếp bị rung động, rồi kháng ngũ môn nó sanh lên, nó hướng về để nó bắt cảnh sắc đó. Là cái vấn đề nó biết được cảnh sắc. Rồi nếu mà đối tượng là thuộc về cảnh thinh, thì kháng ngũ môn nó cũng sanh lên, nó hướng về cái chỗ mà cảnh thinh đó, thì nó bắt luôn cảnh thinh. Rồi cảnh khí sanh lên, kháng ngũ môn cũng sanh lên trước tiên để bắt được cảnh khí. Rồi cảnh vị sanh lên, kháng ngũ môn cũng sanh lên bắt cảnh vị. Cảnh xúc sanh lên, kháng ngũ môn cũng sanh lên để bắt cảnh xúc. Thì như vậy kháng ngũ môn bắt được cả năm cảnh luôn, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, à, nó bắt được năm cảnh, à, cho nên gọi là nhất bất định là vậy đó, gọi là không nhất định, là nó biết không phải một cảnh mà nó biết cả năm cảnh. Rồi hai tiếp thâu, tức là kháng ngũ môn nó sanh lên xong rồi nó mới làm duyên để cho những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, lý thức, thiệt thức, thân thức này sanh lên, à, à, thì ngũ song thức sanh lên xong nhường lại cho tâm tiếp thâu nó sanh lên, à, thì hai cái tâm tiếp thâu, một trong hai tiếp thâu sanh lên, nó cũng bắt một trong năm cảnh được hết, nó bắt được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc được hết. Thì như vậy ba ý giới này nó có khả năng bắt cả năm cảnh luôn. À, nó bắt cảnh sắc cũng được, nó bắt cảnh thinh cũng được, nó bắt cảnh khí cũng được, nó bắt cảnh vị cũng được, nó bắt cảnh xúc cũng được. Cho nên ba ý giới được xếp vào nhóm không nhất định. À, đó là lý do tại sao ba ý giới được xếp vào nhóm không nhất định. Bây giờ nắm được không ạ? Alo. Được ha, dễ ủi ha, đâu có gì đâu, có không? À, rồi. Ba ý giới rồi, bây giờ tới ba quan sát, ba ý giới xong rồi tới ba quan sát. Thì ba cái tâm quan sát này nè, à, nó tại sao nó được gọi là cái định? Bởi vì khi mà cái cảnh nó đến, thí dụ lấy một cảnh thôi, là cảnh sắc nó đến, thì kháng ngũ môn rồi nhãn thức rồi tiếp thâu rồi mới tới quan sát. Thì như vậy cái quan sát này nó cũng bắt được một trong năm cảnh này luôn, là cảnh sắc nó cũng bắt được, cảnh thinh nó cũng bắt được, cảnh khí nó cũng bắt được, cảnh vị nó cũng bắt được, cảnh xúc nó cũng bắt được. Ý nói được chưa? Ngoài ra nó còn bắt luôn cả cảnh pháp luôn, có gì? Tức là tâm ba, cái tâm quan sát này nó có khả năng bắt được cảnh pháp. Bởi vì sau cái lộ động tốc á, về sau này quý vị học về lộ tâm mình sẽ thấy á, vì sau cái lộ động tốc á, thì nếu mà cảnh rất lớn thì chót cuối cái động tóc nó phát sanh lên là hai cái sắc na, được gọi là na cảnh. Thì hai sắc na na cảnh này nó sẽ là tâm quan sát để nó làm cái phận sự mót cảnh, tức là nó hưởng cảnh dư của cái tâm động tóc đó. Cho nên ba cái tâm quan sát này nó có khả năng nhiệm vụ là biết luôn cả sáu cảnh luôn, à, nó làm được, nó có thể biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và nó biết luôn cả cảnh pháp luôn. Nên ba quan sát này được xếp vào trong cái
nhóm là không nhất định, bởi vì biết cả luồng sáu cảnh. Được chưa? Gì nắm được không? Alo. Rồi ha, à, thông là được không? Rồi, về ở không có gì khó, về ở rồi. À, ba quan sát xong rồi mình tới kháng ý môn. Kháng ý môn. Thì bây giờ quý vị có thể viết ra cái dòng tâm thức sơ khởi để mình nắm được ha. Bây giờ kháng ý môn tại sao được xếp vào cái nhóm không nhất định? À, bởi vì kháng ý môn này á, trong lộ ngũ môn á, thì nó bắt luôn cả cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và nó bắt luôn cả cảnh pháp luôn. À, nếu mà trong lộ ý môn thì nó bắt luôn cả cảnh pháp luôn. Thì như vậy cái kháng ý môn này nó có khả năng bắt được cả sáu cảnh luôn, chứ không phải là chỉ một cảnh, cho nên nó được xếp vào nhóm gọi là không nhất định. À, bởi vì tâm kháng nghi môn có khả năng bắt được một lúc, bắt được một trong sáu cảnh. Tức là nếu là cảnh sắc nó vẫn bắt được, nó vẫn có xác định được cảnh này là cảnh gì. Cảnh thinh cũng vậy, cảnh khí cũng vậy, cảnh vị cũng vậy, cảnh xúc cũng vậy, cảnh pháp cũng vậy. Nó có khả năng nó biết được hết. Cho nên kháng nghi môn có khả năng bắt được một trong sáu cảnh này hết. Cho nên được xếp vào nhóm không nhất định. Được chưa? Cái này hiểu được không? Là nếu mà theo lộ ngũ á, lộ ngũ môn á, thì cảnh chiều cảnh sắc đến á, thì kháng ngũ môn rồi nhãn thức rồi tiếp thâu quan sát rồi mới tới xác định, thì cái xác định này nó xác định được cảnh sắc thì nó biết được cảnh sắc này luôn. Còn nếu lộ ý môn thì kháng ý môn sanh lên là biết được cảnh pháp, cho nên cái ý môn này nó biết được cả sáu cảnh, do liên hệ đến cái lộ trình tâm ha. Được chưa? Được chưa? Qua được ha? Xong rồi, nhảy không? Cái gì? Nắm được không? Alo. Gì chắc tay. Rồi ha? Qua luôn ha? Rồi, kháng y môn ha? Rồi, cái nữa là ưng cúng vi tiếu hay là sinh tiếu. Ưng cúng vi tiếu thì cũng vậy, ưng cúng vi tiếu là tâm mỉm cười, làm việc mỉm cười của một vị A La Hán khi vị đó thấy cảnh sắc hay nghe cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị gì đó, vị đó mỉm cười hoặc là ý nghĩ trong đầu, thì như vậy ưng cúng vi tiếu này nó có khả năng biết được cả sáu cảnh luôn, cho nên cũng là thuộc về là không nhất định, thuộc về bất định. Thì như vậy ưng cúng vi tiếu là biết được cả sáu cảnh. Rồi, ha. Rồi tới cái chót là hai tâm thông. Hai tâm thông thì chúng ta biết rồi ha. Là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông gì đó biết, tôn lôn tà ba. Và cảnh sắc, thinh khí, vị, xúc pháp gì tâm thông biết được hết. Thì như vậy hai tâm thông cũng thuộc về là không nhất định, được xếp vào nhóm không nhất định. Thì như vậy tổng kết trở lại ha, chúng ta biết được nhất định đó, về năm cảnh này đó, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì có từng cặp, tức là hai cặp, tức là hai tâm. Hai tâm là hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, hai tâm thiệt thức, hai tâm thân thức. Mỗi một cặp như vậy đó, nó biết duy nhất cảnh của nó thôi. Cho nên hai tâm chỉ biết duy nhất cảnh tương ưng. Rồi, không nhất định thì có 46 tâm. Như chúng ta được học là 44 tâm dục giới, cộng hai tâm thông, 46 tâm. Và biết như vậy thì tổng số tất cả các loại tâm biết nhất định và không nhất định cộng lại là chúng ta có tổng số là 48 tâm. Thì tổng số có 48 tâm là biết nhất định và không nhất định, của thuộc về cảnh từ 1 cho tới 5. Tổng số có 48 tâm. Hello. Mới nói thì 24 tâm thôi, tinh thả thì cũng dễ thôi, thì nó cũng biết được cả sáu cảnh luôn. 24 tâm giới mà nó biết được cảnh sắc, cảnh thinh, khí, vị, cảnh xúc, cảnh pháp luôn. 24 tâm giới tinh thả cũng vậy, rất dễ hiểu, thì nó không muốn trình bày đâu.
Được chưa? Tổng kết 48 tức là 46 cộng 2 cái nhất định đó. 46 không nhất định cộng 2 cái nhất định là mình có là 48. Là trong biết trong cái phần từ 1 cho tới 5 thì chúng ta tổng số chúng ta có được 48 và 5. Biết nhất định cũng có mà biết không nhất định cũng có. Rồi ha, xong ha. Rồi, thêm một cái nữa là số 6 là cảnh ngủ. Đúng rồi, biết cảnh nhất định hai đó. Rồi tới cảnh ngủ. Cảnh ngủ, cảnh ngủ ở đây là không phải là ngủ ngủ vô ngã nha, cảnh ngủ chứ phải ngủ gục nha. Cảnh ngủ tức là gom năm cảnh đó lại, cảnh ngủ là nói năm cảnh trên gom lại thì gọi là cảnh ngủ, chứ nó không có một cái cảnh riêng gọi là cảnh ngủ ha. Rồi, rồi giờ nhất định hai chấm. Nhất định hai chấm. Có ba ý giới. Ba ý giới. Nhất định có ba ý giới. Bắt được năm cảnh. Ba ý giới, bắt được năm cảnh. Rồi, là ý nghĩa là sao? Tức là cảnh ngủ tức là năm cảnh trên gom lại và những cái tâm mà biết được năm cảnh này đó, thì chỉ có ba cái tâm ý giới này biết nhất định, mà ba tâm ý giới này chỉ nhất định là chỉ biết được năm cảnh này thôi, ngoài ra nó không biết cảnh gì khác. Chẳng hạn như cảnh sắc nó đến thì khán ngũ môn nó biết là cảnh sắc, âm thanh nó đến thì khán ngũ môn cũng biết cảnh thinh. Rồi cảnh khí của khán ngũ môn cũng biết, cảnh vị cũng biết, cảnh xúc cũng biết, rồi tiếp thâu cũng vậy. Thì như vậy ba cái ý giới này là một khán ngũ môn và hai tâm tiếp thâu này biết nhất định năm cảnh này luôn. Cho nên được gọi là cảnh ngũ, được xếp vào nhất định là có ba cái loại tâm này, một khán ngũ môn, hai tiếp thâu, và bắt được cả năm cảnh này, cho nên được gọi là nhất định. Và nó chỉ biết trong cái phạm vi duy nhất năm cảnh này thôi, bước ra ngoài cái năm cảnh này là nó chịu thua, là nó không biết được. Cho nên ba cái giới này nó chỉ có phần sự là nó biết được năm cảnh trên gom lại thì được gọi là nhất định. Cái gì nó được mà alo, có dễ hiểu không alo? Được không? Nãy giờ không thấy cô Nguyên Trang có lên tiếng, Nguyên Trang có biết cô hiểu không nè? Alo, cô Nguyên Trang đã mất rồi, hiểu không? Hiểu không? Không hiểu rồi, bố la làng, bố cổ la làng. Thì bắt một trong năm cảnh chứ đâu bắt lượng năm cảnh lượt. Nhưng mà cả năm cảnh nó đều bắt được hết, là cảnh nào nó cũng bắt được hết. Chứ không lẽ chụp cái năm cảnh lượt siêu này siêu sao, nói theo kiểu siêu nguyên thông là siêu sao. Kiểu siêu thông siêu sao là cùng lúc luôn, năm cảnh hiện tới là bụp năm cái lượt. Nó tùy theo lên đúng rồi, không có cùng lúc nữa. Cảnh nào tới nó cũng bắt được, cảnh sắc cảnh tinh cái vị gì nó cũng bắt được, thì ba cái giới này, nhưng mà nó chỉ biết trong năm này thôi. Bước ra cái cảnh pháp nó chịu thua, nó không biết được. Thì hỏi này đó, thì ai hiểu không hiểu cho biết, chứ thôi là học qua hết rồi. Cũng may là
lớp mình trong trong cái room này mình trong bài thoát có 3 buổi thành ra bỏ qua lại thì cũng còn có hy vọng, chỉ khi mình không hiểu cái mình nhảy qua room khác học tiếp học lại nữa, nhưng mà giờ hết rồi đó, room này là dạy xong, cái này là thôi là hết cái room này học rồi nha, là qua hết rồi, mấy room kia là qua là xa lắm rồi. Thâu âm nhưng mà nó có cái ngộ giống cái gì, nhưng quý vị không thấy sao vậy? Tôi thấy thâu âm á, mình nghe nó không có sướng bằng mình nghe live á, nhưng mà nghe giảng mà những vị mà giảng live mình nghe nó hấp dẫn hơn, nó dễ hiểu hơn á. Bây giờ mình nghe lại làm như nó làm sao à, nhưng mình cũng mất đi cái cảm xúc, thành ra mình nhiều khi khó hiểu hơn. Đó là trực tiếp lúc nào cũng hay hơn. Thì đó là vấn đề chúng ta học được trực tiếp thì nó tốt hơn, sống động hơn, nhiều cái mà hấp dẫn hơn. Mình tính pháp phê đó, quá dữ luôn. Và chưa, và nhất định là biết rồi ha, nhất định là mình biết rồi ha. Rồi tới không nhất định, tức là cảnh ngủ, năm cảnh ha, là không nhất định, hay chấm, có 43 tâm. Có 43 tâm. Mở ngoặc à, 41 tâm dục giới. 41 tâm dục giới. Trừ ngũ sân thức và ba ý giới. Trừ ngũ sân thức và ba ý giới. Cộng 2 tâm thông. Như vậy là có 43 tâm. 43 tâm tức là 41 tâm dục giới. Trừ ngũ sân thức và ba ý giới, tức là trừ 13. Trừ ngũ sân thức và ba ý giới. Cộng 2 tâm thông. Ghi theo kiểu của Châu Nguyễn, quý vị hiểu không? Alo. 41 tâm dục giới là 54 tâm giới trừ ngũ sân thức, trừ 3 ý giới là 41. Đúng rồi đó. Ok, ha, nắm được ha, rồi cộng 2 tâm thông. Thì bây giờ 41 tâm dục giới như nãy mình trình bày ha, mình đã lo trước được ha. Thì giờ quý vị ghi lại lần nữa đi, ai ghi lần nữa 41 tâm dục giới là gì đây? Mười hai bất thiện, rồi ok, tiếp theo. 12 bất thiện. Ba quan sát. Một căn u môn, một vi tiếu. Rồi, gì nữa? Hai mươi bốn tình hảo, đúng không? Rồi như vậy 24 năm dục giới tình hảo, thì như vậy là tổng cộng đúng chưa, đủ ra 41 chưa, rồi cộng 2 tâm thông thành 43. Đúng không? Rồi ok, thì bây giờ 12 tâm bất thiện, tại sao biết cảnh ngủ không nhất định? Thì như nãy mình cũng đã được trình bày, thì bởi vì 12 tâm bất thiện nó biết cảnh ngủ mà nó còn biết luôn cảnh pháp, nó biết luôn cả cảnh pháp nữa, cho nên nó không nhất định, biết cảnh ngủ không nhất định là lý do đó. Rồi tới những cái mà vô nhân, tức là quan sát, thì nó cũng biết cảnh ngủ và nó cũng biết cảnh pháp được luôn, đúng chưa? Rồi tới là kháng ý môn cũng vậy, rồi ưng cúng vi tiếu cũng vậy, như cái trên mình học là mình biết ha, phần cái bài đầu bài trước tiên mình học là biết ha. Hai tâm thông cũng vậy, nó biết cả sáu luôn. Thì như vậy là không nhất định là chúng ta có được là 43 tâm, tức là 44 41 tâm dục giới
cộng 2 tâm thông. Như vậy chúng ta có 43 tâm biết cảnh ngủ không nhất định. À, nắm được ha. À, như vậy tổng số là chúng ta có được là 46 tâm. Tức là 3 nhất định là có 3, không nhất định có 43. Thì như vậy tổng số chúng ta có 46 tâm biết cảnh ngủ, nhất định cũng có mà không nhất định cũng có. Thì tổng số mình có được 46 tâm. Có gì ghi kỹ không? Alo. Như vậy là trong cái vấn đề cảnh ngũ á, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là có những cái loại tâm nó có thể biết được năm cảnh này nhất định. À, tức là nó biết nhất định cảnh đó, chẳng hạn như ngũ trong thức, ví dụ như cặp nhãn thì nó biết nhất định là cảnh sắc. À, cặp nhĩ thì nhĩ thức thì nó biết được là cảnh thinh. À, tỷ thức nó biết được cảnh khí, thiệt thức nó biết được cảnh vị, và thân thức nó biết được cảnh xúc, là nhất định vậy thôi. Ngoài ra nó không biết gì khác thì được gọi là nhất định. Còn những cái loại tâm khác nó vừa biết cả năm cảnh này và nó biết những cảnh ngoài năm cảnh này luôn, tức là những cảnh pháp. À, cho nên chúng ta được xếp ra để mình phân loại ra được, mình thấy được cảnh nào là cảnh mà biết những loại tâm biết nhất định, và cảnh nào là những loại tâm mà biết không nhất định. À, nó vừa biết cảnh ngủ mà nó vừa biết luôn cả cảnh pháp luôn. À, cho nên trong cái vấn đề này chúng ta cần phải liễu tri, cần phải nắm bắt một cách chính xác ha. À, để khi chúng ta đi vào cái vấn đề thực hành thì mình mới thấy được cái vấn đề. Và những tâm như là nhãn thức, nhĩ thức, vị thức, thiệt tưởng thức, thì những cảnh đó, những cái tâm đó nó bắt cảnh nhất định vậy. Nhưng mà chúng ta biết là nó chỉ có một sát na nó sanh lên là nó diệt mất rồi ha. À, nó chứ nó không phải tồn tại như vậy được. À, cho nên chúng ta khó mà để mà biết được cái vấn đề này, khó để nắm bắt được này, là ngoại trừ những loại tâm không nhất định thì nó có thể biết được một cách rõ ràng hơn. À, nó đi nằm ở phần xa hơn, chúng ta có thể biết được về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc chẳng hạn, như những tâm thiện, học trí là có thể biết vừa cảnh ngủ và vừa cảnh pháp luôn, nó biết được nhiều thứ, nhiều loại như vậy. À, cho nên trong cái vấn đề cảnh ngủ này nó có liên hệ đến cái lộ trình tâm về lộ ngũ môn, về những cái lộ trung tâm, về lộ ngũ, thì từ từ chúng ta sẽ học tới những cái này, chúng ta sẽ thấy nhiều cái rất là ngoạn mục, rất là chi tiết, mà học cũng rất là nhức đầu, cũng rất là khó. Nếu quý vị mà không nắm được những cái bài đầu này nó vững, thì khi mình đi tới vào trong cái lộ trung tâm thì nó gây cho mình cái sự là bỡ ngỡ, rất là mệt, rất khó mà mình đi sâu được. Bởi vì tất cả những cái bài này mình học đó, là những pháp mà nó sanh khởi ngay trong tự thân mình, đó là những cái pháp thực tính đó. Và nên chúng ta phải cần phải hiểu nó trước, nắm trước ý nghĩa, rồi xong sau chúng ta mới dùng trí tuệ để mình quan sát, mình mới thấy được cái thực tính pháp của nó sanh lên như thế nào. Còn nếu mà mình không nắm được, không hiểu được thì thôi, giống như mình mù rồi voi, không cách gì mà mình thấy được vấn đề. Bởi vì tôi nói và cảnh mà chân đế, cảnh mà thực tính pháp, nó là cảnh của tuệ cao, cảnh của trí tuệ. À, cho nên chúng ta phải dùng trí tuệ để mình mới thấy được vấn đề này, còn không thì rất là khó, khó mà chúng ta mà hiểu được cái giáo lý của Đức Phật. Rồi hôm nay chúng ta thấy học tới đây là cũng vừa phải lẽ ha, 10:30 rồi. À, chúng ta về đủ ha, từ từ học chậm để cho quý vị nắm bài được chính xác hơn, thông thả hơn. À, đi chậm mà chắc. À, do phước báo hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sáng lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thầy. Dạ, Nam Mô Bích Thà Dạ, Nam Mô Tam Mạ Dạ, Nam Mô Sa Khả Dạ. Dạ, xin trả mic lại cho MC. Nam Mô Bích Thà Dạ, Nam Mô Tam Mạ Dạ, Nam Mô Sa Khả Dạ. Dạ, nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã giảng bài về cảnh ngày hôm nay. Dạ, sa thú thầy. Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, nguyên như xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mic lại cho sư ạ. À.
Vavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba bhuta nupave na sada soti pavang tu te pavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba dhamma nupave na sada soti pavang tu te pavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba sangha nupave na sada soti và bằng tu tay tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta sanh ti vi hà ra hoa si ni thụ bê khà rê bồ thi khà rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa ne na pha văn tu bu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng đa lê. Thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca. Ni ya ni căng tham ma wa răng pa tình cha tê sam bê bi đung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mạnh tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa măng gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu sam tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu tin sam pa bu nay ya ma tham ma ri yam ba we đệ tê y đằng nô nha ti năng hộ tu su khi ta hoàn tu nha ta dù y đằng nô nha ti năng hộ tu su khi ta hoàn tu nha ta dù y đằng nô nha ti năng hộ tu su khi ta hoàn tu nha ta dù ý đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư Phật vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như kỳ viên vào tối ngày thứ hai, cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Chúng ta lại được học về những bài về 37 phẩm trời đạo với sư Pháp Thanh. Và Nguyên Như xin nhắc với chư vị nữa là chủ nhật này á, chủ nhật ở bên Mỹ đó là thầy Kinh sẽ có giảng từ 9 giờ tới 11 giờ ở cái lớp vi diệu pháp cơ bản. Không biết là Châu có thể bấm lên cái tên lớp. Tự Nguyên Như thấy hình như có nhiều vị cũng chưa có biết thầy Kinh có dạy cái lớp thứ ba nữa. Và chủ nhật này đặc biệt là chúng ta sẽ bắt đầu học vào cái lộ trình tâm. Hôm bữa thầy ôm là có tới 455 cái lộ trình tâm tha hồ mà vô bơi nha quý vị. Mà quý vị chưa có vô, dạ đây là cái lớp vi diệu pháp cơ bản. Quý vị cứ bấm, hình như không phải là chữ in đó cho Nguyễn. Nguyên Như nhớ là hình như chữ thôi. Vi diệu pháp cơ bản không có dấu nha quý vị, cứ đánh chữ thường cho nguyên một cái băng như vậy, vậy là sẽ vô cùng nhau mà bơi. Nếu vị nào mà bơi không nổi thì có nhớ đem phao nha quý vị, chuẩn bị vô bơi lộ trình tâm. Dạ sa thú lành thay, Nguyên Như xin kính chào toàn thể chư vị.